Trời bắt rễ có gì đâu khổ trời. Tức ghê á. Ba thương con quá sợ bắt rễ khổ quá. Rồi không chịu là thôi luôn đúng không? Dạ. Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ. Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn. Nên nhiều khi phải cái cần cái người biết anh nói này kia cư xử cho đúng mực. Gia đình em thì rất là dễ. Mỗi lần đám giỗ nấu mấy mâm? Đa số đặt luôn. À đó rồi, ngon lành, khỏe. Nãy giờ tôi sợ cái vụ đó ghê luôn á. Trời. Ngồi đi anh trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên Đỗ Quang Hải, sinh năm 1983. Nghề nghiệp hiện tại của em là đang mở gara ô tô tại nhà. Nhà em ở Biên Hòa, Đồng Nai. À, ở tại biên thành phố Biên Hòa luôn hả? Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh năm 83. Em thì chuyên buôn bán nhưng mà bây giờ thì đang là tự do. Tự do là... À, trước dịch đó thì em làm ở trên này. Nhưng mà từ hồi dịch tới giờ thì tạm ẩn về quê. Dạ, tức là giờ mình đang nghỉ ngơi đó hả? Dạ, đang nghỉ ngơi. Em bán gì vậy? Dạ, trước đây thì em làm cà phê Visa. Rồi giờ về quê mình về đâu? Dạ, em về Cần Thơ anh. Trời đất, xa vậy. Em có ý định là lên lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc không? Dạ có anh, em đợi dịch nó ổn ổn xong đã rồi. Nói chung là ba má em cũng ổn ổn xíu rồi em đi. Thật ra dịch thì ổn rồi đó. Ừ, dịch ổn rồi đó. Dạ. Em về Biên Hòa mở pizza cà phê được không? Dạ, dạ tùy anh ơi. Tại vì thuê đâu cũng được mà đúng không? Dạ đúng rồi. Được tình duyên của Hải sao nè? Dạ em đã trải qua 2 mối tình. Thì mối gần đây là hết năm, quen 5 năm. Bên kia thì con gái một á, nên muốn bắt rẻ nhưng mà bên nhà, bên đằng bố em này người Bắc thì không có chịu, sợ mình khổ này kia, không chịu. Trời bắt rễ có gì đâu khổ trời. Tức ghê á. Ba thương con quá sợ bắt rễ khổ quá. Rồi không chịu là thôi luôn đúng không? Dạ. Mối tình trước dài không Hải? Tình trước là học sinh à. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Em điểm mạnh thì nói chung là chăm chỉ trong công việc, biết nấu ăn, không hút thuốc, không có nhậu nhẹt gì hết. Còn điểm yếu thì nhiều khi mình làm riết cũng không có tự nhận xét cái điểm yếu của mình được. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái hãy chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là cũng rất là thích công việc. Đôi khi là cái công việc, mình mê công việc nhiều quá, nhưng đó cũng là một điểm yếu của mình. Làm cho mình không có thời gian để làm một cái gì đó. Không có làm gì được cho bản thân mình. Thậm chí là cho gia đình của mình cũng không có luôn. Đường tình duyên của mình sao? Chắc có lẽ là cũng hơi lận đận. Nói để chính thức thì chắc khoảng là 3 thôi. Trời, còn không chính thức là bao nhiêu? Trời ơi, chị biết làm sao không? Tại vì con gái mà tới này mà kêu là không có người để ý thì chắc có lẽ là rồi. Cho nên là để mà xác định được mối tình gọi là chính thức thì nó cũng phải như thế nào mình có gọi là chính thức. Trời đất ơi, vậy tìm hiểu dữ lắm nghe. Bên này thú vị lắm. Em ơi, em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, có thể diễn tả chi tiết coi thấy giống bên đây không? Em thì cũng đơn giản anh Linh. Em muốn người bạn nam của em thì cũng nói chung là cũng chăm chỉ trong công việc, nói chung là biết việc. Đây là quá chăm chỉ rồi đó. Dạ, như bạn nam bên đó nói thì cũng biết nấu ăn một xíu. Em cũng thích. Rồi gì nữa? Vui vẻ là được rồi anh. Biết trên biết dưới là được. Giờ mình có nhu cầu quen bạn trai cao nhiêu không? Cái ngoại hình thì không có cần thiết đâu chị. Tại vì bề trên cho sao nhận vậy rồi. Trời ơi, quá trời dễ dàng rồi. Bây giờ mình quen bạn gái, mình có nhu cầu về bạn gái như thế nào? Dạ thì nói chung là biết ăn nói chung là lễ phép với. Tại vì bên đây, bên nhà em là gốc Bắc. Dạ. Nên ba rất ký về mấy cái anh nói đó, tại vì em lại là cháu ít tôn á, là con trưởng ở trong tộc á. Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ. Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn. Nên nhiều khi phải cái cần cái người biết anh nói này kia cư xử cho đúng mực. Công việc thì không có quan trọng, làm sao cho bố mẹ em hài lòng vui vẻ được. Vậy giờ có phụ huynh đây không? Dạ hôm nay nhà đang làm giỗ nên rất là quan trọng, giỗ của bà nội á, nên nhà không đi kịp. Thôi nay nếu cố gắng bấm nút kia mình về ăn đám giỗ luôn ha.
Ừ, xong dẫn bạn gái về ăn đám giỗ luôn, được không? Dạ, đó tôi được mời anh gì và rồi, khỏe. Dạ, rồi. Mình đi với ai? Em đi với chị gái. Dạ, em xin chào mọi người ở trường quay. Mình là chị em kết nghĩa với em Hồng Tư 15 năm. Thì 15 năm thì mọi người biết là Tươi sống rất là tình cảm, sống có trách nhiệm với gia đình, rất là ok. Chị thấy em trai bên này cũng là ok về kinh doanh, cũng hai em cũng hợp. Thì mong hai em cho nhau cơ hội. Dạ. À, để tôi xem mặt nhà gái cái coi. À, nền nã xuất hiện với một cái trang phục như thế này là thấy thích rồi. Cần Thơ gạo trắng nước trong mà ha. Dạ. À, rất là nền nã đúng rồi. À, mình đã trao đổi hết rồi, hai bên nghe cảm nhận về nhau hết rồi. Điều quan trọng mình mở rào ra hai người trò chuyện với nhau thôi nha. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Hải. Đến với chương trình gấp quá nên cũng không có cái chuẩn bị gì nên tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng không có gì, không biết anh thích gì và như thế nào. Ôi chết, anh ơi rớt rồi. Không biết anh như thế nào và thích gì cho nên là hy vọng là anh thích. Cảm ơn. Vậy nãy giờ nói chuyện ở bên đó thì em nghĩ sao về cho anh một cơ hội để mình có thể gặp nói chuyện? Nếu có thể thì mình nên cho nhau một cơ hội. Ở ngoài đời thì nó sẽ thực tế hơn, em nghĩ là vậy. Có khi nào mà em có hay lên thành phố chơi không? Em trước đây á, là em đã ở trên này thời gian khá dài. Em mới về dưới quê được khoảng 6-7 tháng này thôi. Vậy có gì chúc nếu mà có gì thì về nhà năm giỗ cùng với gia đình. À dạ, nếu có thể ạ. Rồi, bây giờ nè, cái điều kiện hẹn hò các bạn thế nào các bạn tự trao đổi đi. Bây giờ một người ở Cần Thơ, một người ở Biên Hòa đó. Chắc để tí nữa có gì ra ngoài nói riêng. Không, giờ bàn luôn đi. Gấp lắm, gấp bóng nút đang về đám giỗ. Đây là một cô gái là làm ăn nè, rồi nói chung là tự lập. Anh lấy vợ á, là cái người vợ của anh là có vẫn còn được duy trì công việc riêng hay không? Hay là chỉ có ở nhà làm dâu thôi? Dạ, cái đó là vẫn giữ công việc riêng như đầu của anh chồng thôi ạ. À, làm dâu ở nhà anh có khó không? Không, tại vì gia đình em thì rất là dễ. Mỗi lần đám giỗ nấu mấy mâm? Đa số đập luôn. À đó rồi, ngon lành, khỏe. Để giờ tôi sợ cái vụ đó ghê luôn. Sợ về làm dâu nấu đám giỗ nấu một cái là ê hề là không. Nói chung là cô dâu là không có thấy mặt mũi luôn á. Trời ơi, mình mà về đám giỗ dưới quê nọ mà rửa chén không có mệt nữa. Đừng nói chi làm gì. Hai bên hỏi nhau coi khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được chứ. Không, cái này là phải là... Người ta muốn bàn riêng. Trao đổi riêng mới được. Thôi vậy hai đứa bấm nút coi có bấm nút không, bàn riêng đi ha. Nói chung là giờ chỉ muốn bấm nút thôi đúng không? Dạ. Yeah. Theo em thì bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân được? Quan trọng là mình hợp nhau rồi mình nói chuyện như thế nào thôi. Ừ. Coi mình có đến được hay không thôi. Ừ. Em có muốn làm dâu Biên Hòa không? Nói chung làm dâu á, nếu như mà cả hai bên đều hợp nhau rồi thì ở đâu cũng không quan trọng anh à. Em có muốn lấy vợ liền không? Dạ rất muốn. Bây giờ em thấy cô ngồi phía trước á như thế nào? Thì cũng như cái mong muốn mình tìm á. Bây giờ Hải tới, hãy nắm hai tay của Tươi ha. Dạ, dạ. Con nó còn phải nhìn thẳng vô mặt coi. Em hỏi anh nè, nếu mà gia đình anh có khó quá như vậy, anh có vượt qua được rào cản đó? Anh Đô là bên em thôi, chứ còn gia đình thì tất nhiên vẫn tôn trọng ý kiến của anh. Tươi hát một đoạn nào đó cho Hải nghe. Em hát dở lắm, đợi nghe anh nghe đỡ. Kệ nó, hát đi. Dám đụng gái còn thơ hát hay lắm đó, giỡn hoài. Hát bài chiếc nếu áo. Nếu sau này người anh yêu bội bạc, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh giấu muộn màng. Biết anh yêu người đó rất nhiều, em hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim anh giờ đã quen nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Thấy chưa? Thấy chưa? À, những điều nói thì mình đã nói. Bây giờ thì chúng ta chỉ có việc là làm theo những gì con tim mình mách bảo thôi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1
2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau được rồi, chính thức các bạn hẹn hò với nhau. Nắm đi nhịn gì nữa trời. Chúng ta đang nắm dỗ thôi. Mình đã chính thức hẹn hò với nhau, giờ mình gặp riêng được rồi đó. Chúc cho hai em sẽ sớm tìm được tiếng nói chung và sớm sẽ yêu nhau thiệt là nhiều luôn. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Rồi giữ lấy tất cả những kỷ niệm đó, hãy chăm sóc để những kỷ niệm đó nó thăng hoa trở thành một tình yêu đẹp các bạn nhé. Hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được tin vui của hai bạn. Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. 2K mấy hả? Dạ 202 ạ. 202 hả? Có tiếc không? Tiếc thì chứ. Cũng tiếc chị, tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Thứ ba nữa là có chuyện gì nữa này tối mình vẫn về chung mái nhà. Như vậy nó có... Dạ cái đó đúng hợp với em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Dạ. Ở nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Sao hú dữ vậy? Mời nhà gái. Đẹp. Wow. Thôi bây giờ mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Và chào chị nữ bên kia, thì em tên là Vinh. Em 28 tuổi, thì quê ở Cà Mau, hiện tại ở Gò Vấp. Vinh làm gì Vinh? Dạ hiện tại là em làm bên công ty mỹ phẩm. Vinh là quê Cà Mau nhưng mà ở Gò Vấp. Dạ đúng rồi. Ở với ai Vinh? Dạ em ở với bạn. Bạn trai hay bạn gái nè? Dạ bạn trai. Ở với bạn trai. Dạ. Hai chúng tôi ở với nhau được chưa? Rồi mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ em chào MC Ngọc Lan và MC Quỳnh Linh và tất cả các vị khán giả đang có mặt ở trường quay ạ. Em cũng chào bạn nào ở bên kia ạ. Em tên là Vũ Thị Ngân ạ. Năm nay thì em vừa mới chớm tuổi đôi mươi ạ. Hiện tại thì em vẫn còn đang là sinh viên khoa báo chí và truyền thông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trời ơi. Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. 2K mấy hả? Dạ 202 ạ. 202 hả? Nhưng mà nhìn em có vẻ rất là chững chạc luôn á. Thật ra thì em cũng ra đời từ sớm lắm ạ. Từ năm lớp 9 thì em đã bắt đầu ra đời và rời xa gia đình tự độc lập rồi. Cho nên là em nghĩ chắc là vì vấn đề đó nên là chị Ngọc Lan thấy em chững chạc hơn đúng không ạ? Em ra đời từ lớp 9. Dạ. Thế em sống với ai? Em dạ lớp 9 thì em dạ em đi làm hè á chị. Thời gian rảnh thì em sẽ rời xa gia đình và em đến những cái chỗ mà cần nhân viên đi làm ấy ạ. Thì em sẽ làm và kiếm tiền. Quá độc lập. Tôi nghe ra đời từ lớp 9 tôi qua liền luôn. Xinh quá trời luôn vậy đó. Ra đời sớm quá ha. Dạ. Mình là quê đâu? Dạ theo giấy tờ thì em là quê Nam Định. Nam mà Định. Thật ra thì em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai và từ nhỏ đến giờ em chỉ ở Gia Lai thôi ạ. Anh có nghe thấy câu mà nhất gái Gia Lai nhì trai Đắk Lắk chưa ạ? 2K2 ra đời từ 9 tuổi á. Dạ. Lớp chín. Ở đâu mà 9 tuổi mà đi đâu sớm vậy? Đi học. Đi học trường đời. Tôi thấy bên nhà gái tôi thấy được lắm rồi đó. 2K2 mà nói như người lớn luôn vậy đó. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em làm việc chăm chỉ. Điểm yếu của em là lâu lâu em bị stress với lại nghiện mua sắm anh. Nghiện mua sắm mua gì? Đồ đạc trong nhà anh. Thích là mua thôi, không có suy nghĩ nhiều. Vậy nửa giờ thích thì mệt rồi nha. Dạ. Không có cản giờ được á. Kinh tế của mình nó có ổn định không mà mình thích cái gì là mình mua cái đó ngon lành vậy? Dạ, kinh tế em thì khá ổn chị. Khá ổn luôn. Bên đây đẹp trai, kinh tế khá ổn. Muốn mua gì mua, nghiện mua luôn, được chưa? Cái đó là nhược điểm luôn á hả? Ưu điểm. Cái đó em nghĩ là nhược điểm á. Tại vì đàn ông mà xài tiền nhiều quá thì sẽ... Thế sao? Sẽ ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Đâu có, đàn ông xài tiền nhiều tốt chứ. Mình có xài nó mới vô chứ, mình có ra nó mới vô chứ. Nhưng mà xài mình có mục đích chứ không phải mình đụng đâu mình xài đó. Dạ. Mình nghe ưu điểm khuyết điểm của người con gái tự lập từ năm lớp 9 nè. Em nghĩ thì ưu điểm của em đầu tiên đó là khả năng nói ạ. Ước mơ của em cũng là trở thành một biên tập viên truyền hình để dẫn chương trình thời sự. Em không biết là mọi người muốn nghe em dẫn thử một đoạn không ạ? Muốn em. Dạ em nói một câu thôi nha. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của buổi tối ngày hôm nay. Dạ vậy thôi ạ. Trời ơi, em run quá nên là em đọc không được tốt lắm. Mọi người bỏ qua cho em nha. Nghe giọng thấy hay, hấp dẫn. Lan qua bên đây ngồi để bé qua đó ngồi đi. Mình đổi vị trí. Ừ, chắc phải vậy đó. Mời em qua đây ngồi. Qua đó ngồi mai làm mai cho chị Lan. Làm mai cho chị Lan chứ chị Lan ấy lắm. Em mới 20 tuổi rồi em lo gì. Ừ. Trời ơi. Ừ, đó mới ấy đó.
Trời ơi, giọng hay đó nha, giọng này dễ nhớ lắm á. Được đó. Đúng rồi, bạn này là có quá nhiều ưu điểm luôn. Quá nhiều ưu điểm luôn á. Thì mình có khuyết điểm không? Con người thì không ai hoàn hảo rồi, nên là chắc chắn cũng phải có khuyết điểm. Em nghĩ khuyết điểm lớn nhất của em đó là hơi nóng tính một xíu. Nóng tính. Đấy là em, mọi người thì em rất là dễ gần, hòa đồng. Mọi người nói chuyện với em thì luôn luôn nói là em là một người rất là nhiều năng lượng. Nói chung là em làm sai hay em làm đúng thì mọi người chê trách em hay cái gì thì em cũng cười, không phải là kiểu cười cợt nhả mà là em sẽ dùng nụ cười đó để làm hòa dịu lên mà. Ai như bà Lan là tới bà mết nên bà quạo năng lượng mới xuống liền. Mình có sai thì mình cười tích cực cho người ta vui, còn bà sai bà tá quả bùng binh mặt quạo. Sao? Nhờ dẫn chương trình chung có vui vẻ không? Hết vui. Hết vui. Hết vui, nghỉ luôn, khỏi luôn, khỏi. Thấy luôn. Nam Định vô thấy bên này hết vui. Giỡn thôi mọi người ơi, cái đó giỡn đó chứ không có hung dữ gì đâu. Sao mình có nóng tính không? Dạ cho em hỏi xíu là nếu mà bạn nữ nóng tính á thì bạn nữ sẽ tìm cái biện pháp nào để giải quyết? Quýnh này đương đưa mặt. Quýnh này đương đưa mặt. Đúng rồi, nóng quýnh thôi chứ nói năng gì. Rồi sao được không? Em cũng có nóng tính nhưng mà khi em nóng lên á em không nói, em sẽ im lặng và em uống cà phê với bạn bè rồi em đi về nhà thôi chứ. À vậy hả? Không, bên đây nóng quýnh à, chịu được không? Chịu cũng được thôi à. Em nghĩ chịu đòn được anh. Được. Dạ. Để khỏe. Nói thôi chứ ai đâu vậy đúng không? Tôi gài á mà không được thôi. Bên đây người ta kiên nhẫn lắm. Đó người ta hỏi em kìa, giờ nóng tính quá đi làm sao? Dạ. Nhưng mà em cũng không thích người đàn ông nếu mà giận nhau thì im lặng. Bởi vì em muốn là nếu mà hai người mà giận nhau thì cùng nói chuyện để hòa giải cái câu chuyện đó, chứ em không muốn là cả hai im lặng. Thì nếu là em thì em sẽ cảm thấy là em sẽ dồn nén cái ấm ức đó vô, lâu dần sẽ trở thành một cái gì đó không thể nào mà xóa giải đi được nữa. Em ơi, hai đứa thì một đứa nói thôi. Em có khả năng ăn nói rồi, người ta không có khả năng ăn nói rồi, thôi người ta im lặng. Dạ, ý là hai người giải thích cho nhau hiểu ấy ạ. Ví dụ như là có xảy ra vấn đề gì đó. Nhiều khi đàn ông á, họ nóng quá họ im lặng là đúng á. Họ hết nóng thì họ sẽ họ nói. Nóng nhiều hơn nữa. Đừng có bắt người ta phải nói, nhiều khi ta bực quá ta nói, nhiều khi quạo lên. Em tìm được cái người mình nhịn trong lúc em nói là chị là thấy là cũng may mắn lắm rồi đó thiệt á. Đây mấy mối tình rồi anh trai? Dạ em có hai mối tình chính thức anh. Chính thức hả? Râu ria là nhiều lắm hả? Giống như gặp gỡ nhau, gặp uống nước cà phê thôi chứ. Vậy đâu phải mối tình đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Hai mối tình đó lâu không? Một mối tình 5 năm và một mối tình 1 năm. 5 năm sau chia tay? Mối tình đầu tiên của em lúc 5 năm là thường là hai đứa giận nhau xong rồi hòa hợp lại. Như vậy nó kéo dài 5 năm. Cái khúc cuối mối tình đó là hai người giận nhau 1 tháng. Lúc đó thì em vẫn chưa quen ai, nhưng mà người đó thì có qua lại với bạn bè. Vô tình thì nó nảy sinh tình cảm, nhưng mà em không biết, nên em tưởng nó hai người giận nhưng mà vẫn hàn gắn lại. Nhưng mà sau một thời gian đó em quay lại thì em phát hiện là coi đấy có người khác. Có người khác, đó là bạn của bạn. Đó là tại vì em dại. Dạ. Ai mượn em im lặng trong suốt cái khoảng thời gian giận nhau đó làm chi, người ta con gái mà người ta còn ngời ngời kiểu đó là biểu làm sao. Mình đàn ông phải tranh thủ liền, mình giận nhau rồi mình làm lành liền tại chỗ. Có cái gì thì nói liền. Dạ. Tương lai của người ta đâu có ngồi người ta đợi em im lặng được. Dạ em cũng thấy mình sai. Có tiếc không? Tiếc thì chứ. Cũng tiếc chị, tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Dạ. Nên là mai mốt mình phải rút kinh nghiệm không? Đừng nghĩ là giận nhau im lặng rồi cái im luôn. Rồi cái mình bắt người ta là cũng phải im lặng và chờ đợi, như vậy là không được. Với cô gái này em không có cơ hội im lặng đâu. Dạ. Mà nói chừng em chịu trả lời thôi đó. Dạ, em cũng thích những người nói nhiều chị. Tại nhiều khi em cũng có tâm sự nhưng mà em lại ít nói. Đừng thích nói nhiều, mệt lắm. Càm ràm suốt mệt lắm em ơi. Dạ, dạ. Mà nó vui. Nó vui. Dạ. Nhiều khi phụ nữ mà càm ràm riết nó cũng không có vui nha. Nhưng mà vui. Mà thôi, kệ cũng phải vui, bởi vì càm ràm cũng là bản tính rồi. Không càm ràm nhớ. Đó, dễ gì có ai mà có được cái đức tính càm ràm như người phụ nữ. Đúng không mấy chị? Nói thôi chứ mấy người đàn ông nói trời ơi tôi không thích càm ràm. Không thích cũng không được. Nghe từ từ nó quen. Quen từ từ rồi nó sẽ thích. Nghe như hát vậy thôi. Đúng rồi. Riết một cái coi nghe càm ràm ngồi cười thôi. Cười trừ giống như đây nè. Chắc chưa có mối tình nào đúng không? Dạ có một mối ạ. Trời ơi. Ra đời cũng hơi sớm. Đúng rồi. Lớp 9 rồi ra đời. Đúng rồi. Mối tình nó kéo dài lâu không? Dạ giữa lớp 10 là biết yêu lần đầu tiên luôn ạ. Cũng là mối tình đầu luôn ạ. Yêu được nhiều không?
Dạ. Lâu không? Dạ được hơn một năm ấy ạ. Ồ cũng lâu quá cũng hả? Lâu đậm đó. Dạ. Vậy là có kinh nghiệm tình trường luôn đúng không? Dạ có một mối thôi nhưng mà em nghĩ là em sẽ đủ khả năng để khiến tiếp bạn... mối thứ hai. Dạ đúng rồi. Dư khả năng tiếp mối thứ hai. Bây giờ mình muốn có người yêu lý tưởng thế nào nè? Dạ thật ra thì người yêu cũ của em thì kiểu là không được chung thủy lắm anh, nên là em luôn luôn đặt cái vấn đề chung thủy lên hàng đầu. Mới lớp 10 thì chung thủy gì nói. Nhiều khi nó còn không biết cái đó là ngoại tình. Đúng nữa. Rồi, nó còn không biết đó là cái gì nữa. Bây giờ bé bên này lớn rồi, nó hiểu chung thủy là gì. Bé này còn chưa biết chung thủy là gì luôn. Trời. Trời ơi trời. Cái gì nữa? Biết quan tâm một xíu thôi. Quan tâm, đúng dạ. Rồi. Kiểu em thích là một người đàn ông ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ là được ạ. Bên đây là trai, gọn. Gọn. Body săn chắc. Ôm fit fit vô trong người không ạ? Dạ. Một mẫu hình lý tưởng, một ngôi sao điện ảnh nào không? Em nghĩ là Song Luân ạ. Song Luân. Này Song Hành á. Song Hành với em luôn á. Cũng được, đây ngon á, đẹp trai đó. Nãy giờ nói mẫu hình lý tưởng của mình chưa? Dạ em, thì đầu tiên của em là một phụ nữ đầu tiên phải chung tình nè. Thứ hai là phải có ngoại hình một chút. Ngoại hình hả? Xinh lắm. Em có nghe bài Có Ai Chung Tình Được Mãi không? Em cũng nghe, em nghe hay nghe lắm anh. Bình Minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Nó không phù hợp với chương trình trên này. Mình phải nhìn thấy cái điều đó. Thôi đi, đừng nói tránh những cái điều tiêu cực cho bọn trẻ nó sợ. Không, mình thực sự cái bài hát đó nó an ủi cho những người bị người khác bỏ rơi anh. Giống như mình bị người khác bỏ rơi, như cái bài đó nó nghe nó cổ vũ mình. Mình phải sống tốt hơn mỗi ngày anh. Đúng rồi à. Thành ra mình cứ nhìn những cái tiêu cực đó mình tránh thôi. Nhưng mình phải chung tình nha. Dạ. Đừng dạ. Nói có gì cái nói tôi không chung tình được mãi là không được nha. Tôi giống bài hát. Tôi chỉ giống bài hát thôi mà. Chung tình nè, xinh đẹp nè, rồi gì nữa. Siêng năng chút chị. Bên kia là thừa siêng năng luôn. Lớp 9 là đi ra ngoài, đi ra đời là kinh tế tự đúng lo rồi. Năng động, sáng tạo, nhanh nhẹn, năng lượng, tích cực. Dạ. Em nghĩ là như vậy là khá tốt rồi chị. Tốt. Vậy là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Quá được. Dư, dạ. Bây giờ mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ, em đi với lại đồng nghiệp của em. Tập gym chung luôn ha. Dạ, em là lời đầu tiên thì em xin chào tất cả mọi người trường quay. Em xin, con xin chào chú Nguyễn Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Em là đồng nghiệp của Vinh. Về nhận xét cá nhân của em về phía bạn nữ, bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Em thấy là bạn nói là bạn rất là thích nói, mà bạn của em thì lại là ít nói. Cho nên là bạn nhiều thì bạn cũng có thể là bù trừ ạ. Bù trừ, dạy cho bạn nói cũng được. Dạy nói luôn á hả? Dạy nói luôn. Tại nhiều khi bạn ít nói phải cậy miệng bạn nói luôn mới được. Thôi, làm như nó mới thôi nôi vậy dạy nói. Vinh à, bạn ở bên này thì rất là hoàn hảo rồi. Bây giờ là chỉ có chờ kéo rèm qua rồi hốt bấm chuông thôi, chứ giờ không còn nói gì nữa hết. Làm dạ. Như Lan và Điệp vậy, bấm chuông. Rồi. Cảm ơn em. Được. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ, tại vì nhà em ở Gia Lai hết, có một mình em ở trên này. Rồi, có chị Lan. Bé này sao? Tự tin lắm, bé rất là xinh, rất là bản lĩnh. Nào, mở rào. Bắt đầu đi. Wow. Wow. Chào em. Em cũng gửi anh thiệp. À, cảm ơn em. Dạ. Anh thấy em rất là lanh lợi. Xinh đẹp nữa. Dạ. Nói chung em rất là good. Biết nói gì. Đẹp đôi ha. Rất là đẹp đôi luôn á. Em có lời gì muốn nói với anh không? Dạ đúng gu em chị. Dạ đúng gu em chị. Em chỉ một câu thôi, gu em. Gu em. Gu rồi đó. Cái mà anh ít nói thì về em sẽ bù trừ lại được hết. Tất dạ. Cả những thứ mà anh thiếu thì em sẽ bù trừ. Nhưng mà em mong là những thứ mà em còn thiếu thì anh cũng sẽ bù trừ lại cho em. Ok. Rồi bây giờ về ghế ngồi đi ha. Hẹn hò sao nè, mỗi tuần gặp bao nhiêu lần? À, em thấy tuần mình gặp nhau khoảng mấy lần. Em nghĩ là tùy tính chất công việc của anh. Dạ. Tại vì em không yêu cầu nhiều quá. Nhưng mà cái giai đoạn đầu thì em nghĩ là mình cũng nên gặp nhau nhiều một chút để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Okay. Còn sau này nếu như mà mình tiến xa hơn một chút thì em nghĩ là tùy vào tính chất công việc thì mình có thể thông cảm cho nhau. Bởi vì tại vì em phải tự trang trải tài chính cho bản thân, cho nên là em cũng đi làm khá là nhiều ấy. Nhưng mà nếu mà trong chuyện tình cảm thì em vẫn luôn có thể sắp xếp được thời gian để mình có thể dành thời gian cho nhau. Một tuần mình gặp nhau hai lần thì em nghĩ thế nào về cái thời gian đó? Dạ nếu mà công việc của anh bận rộn thì em nghĩ hai lần cũng được ạ. Còn nếu mà gặp được nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Anh nói là anh nghiện mua sắm không sao ạ, tại vì em cũng thích mua sắm. Nhưng mà em có thể kiềm chế được cái sự mua sắm của bản thân, cho nên em nghĩ là em sẽ dùng được cái kinh
nghiệm mà kiềm chế cái sự mua sắm của bản thân để giúp anh kiềm chế lại cái điều đó? Thực sự những lúc anh chết á, anh hay đi mua sắm, tại vì nó sẽ quên đi những cái áp lực trong cuộc sống. Anh ngày mai anh sẽ sống tốt hơn và làm việc tốt hơn thôi. Đó là cái suy nghĩ của anh. Nếu vậy thì em nghĩ là chắc sau này anh không cần phải đi mua sắm nữa đâu ạ. Tại vì em sẽ trở thành cái khiến cho cái stress đó của anh sẽ biến mất. Mỗi lần mà anh stress thì em nghĩ là em sẽ hát cho anh nghe, đúng không? Anh có thích nghe hát không? Lúc trước anh có học điện thanh thời gian. Trời thì thời gian gần đây thì anh không có hát nữa nên như anh hát không được hay. Anh Lệ Thanh, chắc em nghĩ anh hát hay, anh có thể tặng em một bài hát được không ạ? Thực sự là em nói hát trai không có hay lắm. Dạ không okay. Sao em thích thì anh có thể hát cho em một đoạn. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làng tống sò bên dèm. Lòng ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, vườn hoa vẫn chưa mở lối. Em xin hát. Rồi Bé Ngân hát đi Bé Ngân. Em thì muốn không khí sôi động hơn nên em sẽ hát một bài hát mà hiện tại thì em nghĩ là khá là hot. Bài hát của Trúc Nhân ạ. Có không giữ mất đừng tìm. Bất ngờ anh nói chia tay, dù lúc tôi đang yêu anh đắm say. Và thế rồi anh mất tăm hơi, mặc xác tôi nơi này lòng chơi vơi. Hết hôm nay anh nhắn cho tôi và nói anh đang mong thương nhớ tôi. Thế quái nào anh không để tôi yên, trái tim tôi nó phải công viên. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Em nghĩ tình yêu đơn giản lắm ạ. Chỉ là hai người yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Kiểu em chỉ cần là bạn trai biết quan tâm em một chút. Bởi vì em cũng đi làm, em nghĩ là bạn nam đi làm, bạn nam cũng cảm thấy mệt mỏi. Ví dụ sau một ngày làm về mệt mỏi thì em hỏi han quan tâm bạn nam, thì em nghĩ là nếu mà bạn nam quan tâm hỏi han là em thì cảm thấy là một ngày đó đã xua tan được khá là nhiều mệt mỏi rồi. Quan niệm về tình yêu của anh á, cái điều quan trọng nhất trong tình yêu á, hai người phải thi chung với nhau. Thứ hai nữa là hai người phải san sẻ, phải yêu thương nhau và biết là nương tựa vào nhau. Thứ ba nữa là có chuyện gì đi nữa này tối mình vẫn về chung mái nhà. Như vậy nó có... Dạ, cái đó đúng hợp với em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Anh thấy em với lại anh có nhiều điểm bù trừ với lại có nhiều cái sở thích giống nhau á. Em có nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội để chúng mình đến với nhau không? Thật ra thì ngay cái lúc mà anh chia sẻ những câu nói đầu tiên, cái chất giọng anh ấy nó ấm áp đó, thì em cũng cảm thấy là khá là ấn tượng rồi. Cho nên là em nghĩ là nếu mà anh cũng cảm thấy là có một chút ấn tượng với em ban đầu thì mình cho nhau cơ hội cũng được ạ. Bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái ha, nhìn sâu vào mắt nhau để cảm nhận xem đây có phải là người mà chúng ta có thể hợp với nhau, cùng nắm tay nhau để hỗ trợ nhau cùng tiến bộ hướng tới một tương lai tốt đẹp hay không. Em xin lỗi run quá. Bàn tay em rất là ấm áp. Anh có sao ạ? Tại em thấy tay anh hơi lạnh. Anh lạnh tại vì máy lạnh nó lạnh quá em. Hai bạn nói với nhau đi, những cái gì trong lòng mình đang suy nghĩ và mình mong muốn cái điều gì một lần nữa rồi chúng ta đến với phần bấm nút nè. Thôi em nghĩ là bấm nút luôn đi ạ. Mình đến luôn nút bấm nút đi ạ. Dạ hai bạn đứng đó đi để chúng tôi bấm nút cho. Bấy giặc Yoshida điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Tôi sẽ hỏi và hai bạn trả lời nha, rồi chúng tôi bấm nút nha. Bây giờ bạn gái có đồng ý bấm nút không? Dạ em đồng ý ạ. Bạn trai có đồng ý bấm nút hay không? Dạ có. Thế thì bấm. Mình nắm nó ngược cái tay quá, anh nắm lại. Em đợi hoài đó. Em đợi. Hôm nay mình chính thức hẹn hò nha em. Dạ. Gia đình của bạn gái là đang xem chương trình, nói với bố mẹ xin phép bố mẹ là cho con được làm quen, được chăm sóc và sẽ bảo bọc cho em khi em ở Sài Gòn không có ai hết. Chào gia đình và hai bác, thì em hứa là sẽ quan tâm chăm sóc em và dành nhiều tình cảm cho em. Nếu có thời gian thì em sẽ ra ngoài Gia Lai thăm gia đình. Em xin cảm ơn hai bác. Em xin cảm ơn hai bác. Có lẽ Ngân rất xúc động đúng này đúng không? Ngân có nói gì? Dạ em chỉ nói một câu thôi ạ. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Hai bạn rất là đẹp đôi thật sự. Dạ. Một nụ hôn. Xin hôn lên nha.
Em có sợ không? Hãy cố gắng lên chăm sóc cho bé Ngân. Cô gái này có thể làm được tất cả mọi chuyện. Đúng không rồi. Cần ai hết. Nhưng em hãy làm hết tất cả những gì cô ấy đã từng làm. Đừng để cô ấy phải tự làm. Khi cô ấy đã tự làm thì cô ấy không cần em nữa nha. Dạ, em cảm ơn chú Mùng Linh cùng chị Ngọc Lan. Dạ, em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai đứa quen nhau. Cảm ơn và đặc chất ạ. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Hai đứa cứ nắm tay đi suốt cuộc đời đi các bạn. Từ từ đi thôi. Nhớ nắm tay thật chặt bạn gái nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện thứ hai. Thế lấy nhau về được hơn một năm, khi con mình được 3 tháng thì anh có người khác. Nhưng mà quen người nữ đó chưa đụng tới được cái tay luôn. Chú kỳ vậy? Chú... Sao vậy? Chỉ quen qua quen lại nói chuyện thì ra trước quán uống cà phê rồi về mạnh nay nấy ngủ rồi chứ chưa có đụng được cái tay cái gì chứ. Chưa có bao giờ mà thường nói yêu quá cho nên giờ. Không nói yêu vâng. Thế thì bây giờ anh sẽ phải nói yêu đi. Để cho nó quen. Mời nhà trai. Mời đi trai. Mời nhà gái. Chào bạn. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Chào Ngọc Lan. Chào bạn nữ bên kia. Chào hết tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ. Mình tên Nguyễn Văn Việt. Năm nay 47 tuổi. Nghề nghiệp của mình là người chăm sóc nuôi bệnh của công ty dịch vụ 247 ạ. À, dạ. Tức là anh đi chăm sóc người bệnh. Dạ. Ở đâu cần là mình đi chăm sóc hả? Dạ, em ra tới người Bắc luôn á anh Linh. Bất cứ già lớn tuổi gì cũng làm được hết. À. Nằm liệt hay là cái gì làm được hết. Chỉ nghe nói cái nghề của anh thôi là Linh thấy cảm động rồi. Mời nhà gái. Xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Yeah. Chào tất cả khán giả đang xem ở chương trình. Mình tên là Ngô Thị Tuyết. Yeah. Năm nay mình 50 tuổi. Mình ở Quảng Ninh nhưng hiện đang làm việc ở Phú Quốc và Sài Gòn. Anh Việt nè, đang làm việc tức là chăm sóc người bệnh ở đâu? Dạ, hiện tại bây giờ là ca của em nuôi ở ngay bệnh viện Chợ Rẫy anh. Thuê mình nuôi chừng nào mà người ta sức viện người ta về, người ta hết mướn rồi mình đi về. À, nuôi bây giờ đang nuôi Chợ Rẫy là người lớn tuổi hay nhỏ tuổi? Dạ, người đó nay 92 tuổi ạ. Trời ơi. Tại nghề em làm nay là 26 năm rồi, năm 21 tuổi, năm nay 47 tuổi. Mình ở nhà riêng mình ở đâu? Dạ, hiện giờ thì em là đang ở trong công ty ạ. Công ty có nhà nghỉ cho em đó. À, không có nhà riêng. Dạ, em chưa có nhà riêng. À. Nhưng mà ở dưới quê em thì em còn cái nền nhà khoảng 200 mấy mét. Rồi. Nhưng mà em chưa có cất nhà nổi. Ở Tiền Giang hả? Dạ. Ở huyện nào? Em ở huyện Cái Bè. Rồi. Đó. Tình hình vậy là chắc chắn là những cái điểm mạnh của anh Việt á là rất là nhiệt tình, kỹ lưỡng ha. Dạ. Rồi thương người nữa. Dạ. Anh thấy mình có một cái tật xấu gì không? Em thì nói chung là hơi nhẹ dạ hay thì xúc động, ưa xúc động dữ lắm. Nhiều khi em thấy những cái hoàn cảnh những ai khổ hoặc là em nuôi bệnh là em thấy cái giường kế ca kế bên mà bị con mà nó la mẹ hay la cha gì cái em làm như là trong cái lòng em muốn chảy nước mắt, em muốn chảy vậy. Em thấy đó là phải tật xấu đâu trời, nó tật tốt hay xấu gì thì nhiều khi thể hiện ra trước mặt người người ta thấy à. Người ta cười á. Rồi mời nhà gái. Ưu điểm của mình thì thương người, yeah. Vui vẻ hòa đồng. Còn khuyết điểm của mình thì cũng đôi khi áp lực công việc cũng có hơi chút xíu nóng tính. Dạ. Lúc nãy em cũng chưa nghe chị nói về công việc của mình, chị chỉ nói là nghề tự do thôi thì em... Thực ra là công việc của mình là mình đang kinh doanh với bất động sản. Chị bao nhiêu mối tình rồi? Một đời chồng. Nhưng dạ. Để mà nói là đến bây giờ đấy, nói là tầm tuổi mình chưa được yêu và chưa biết yêu thì nó cũng hơi kỳ một chút. Nhưng mà đúng là như vậy. Hả? Là sao chị? Tại vì là người chồng của mình là chơi với anh trai mình. Dạ. Xuống nhà mình chơi từ năm mình chỉ 7-8 tuổi thôi. Thế đến năm mình 17-18 tuổi thì nó chỉ có một chút gọi như là kiểu như là quý nhau cảm tình thôi. Thế lấy nhau về được hơn một năm khi con mình được 3 tháng thì anh có người khác. Thôi. Dạ. Trời thương quá.
em xin chia sẻ cái vấn đề này với chị nha. Chị cảm ơn. Dạ, để bây giờ em qua em nghĩa anh trai bên kia coi như thế nào, rồi em về em báo cáo với chị. Dạ, em chào, chào anh. Đầu tiên là em xin phép được thể hiện cái sự ngưỡng mộ của em dành cho cái công việc của anh. Cảm ơn anh vì đã có cái sự chăm sóc suốt 20 mấy năm cho tất cả những bệnh nhân, những người mà cần cái sự chăm sóc. Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Anh ơi, mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nói sự thật thì cái năm vừa rồi nuôi bệnh ở ngoài Quảng Ngãi á, nuôi một năm mấy nhưng mà có quen một cái người phụ nữ đó. Nhưng mà quen rồi tới chừng nuôi cái ông đó, ông 86 tuổi, ông mất. Ông mất rồi mình đi trở về Sài Gòn thì hai người đã thống nhất chia tay luôn. Nhưng mà quen người nữ đó chưa đụng tới được cái tay luôn. Chú kỳ vậy? Chú... Sao vậy? Chỉ quen qua quen lại nói chuyện thì ra trước quán uống cà phê rồi về mạnh nay nó ngủ rồi chứ chưa có đụng được cái tay cái gì chứ. Có nói yêu đương gì chưa? Có hứa hẹn rồi nhưng mà sao rồi xui quá cái ông bệnh nhân ông nặng quá cái ông mất. Phải ông đó ông sống lại là theo có nắm tay được. Có những mối tình sao mà nó oan nghiệt như vậy, người đã mất tình cũng đi theo luôn. Thật ra anh chăm sóc bệnh nhân mà những người lớn tuổi 80 mấy tuổi 90 mấy tuổi anh thì rất là tuyệt vời luôn á. Sự luôn, nói thật chứ xin lỗi, không ai làm được đâu. Cha mẹ mình mà bệnh á mình chưa chắc mình chăm sóc được á, huống hồ chi là một người lạ. Nói chung là trong cái nghề nuôi bệnh này sống á, một là phải có cái tâm, không có tâm nuôi không được, phải kiên trì kiên nhẫn làm mới được. Nói chung em cũng bái quen rồi. Em rất là ngưỡng mộ. Nghe thôi là bái phục rồi. Cái mong muốn là anh có cái người bạn gái như thế nào? Bạn gái thì nói chung là một thì cũng hiền nhưng mà cũng phải năng động tí. Cái thứ hai nữa thì phải biết chia sẻ gia đình. Rồi còn ngoài ra không, còn nhiều là kinh tế hoặc là làm kia làm là em lo hết. Trời ơi, thôi được rồi. Miễn có người bên cạnh là được rồi ha. Dạ. Em nuôi Covid nữa anh Linh. Hả? Nuôi Covid á. Dạ Covid, em có nuôi Covid trong An Bình á. Em lọc mình em nuôi 2 ca luôn. Nuôi lâu chưa? Em nuôi năm rồi lắm. Năm rồi thôi gần được. Mỗi mình em nuôi 2 ca luôn á. 2 ca luôn. Dạ. Chào MC Quỳnh Linh. Dạ, chào chị. Ngưỡng mộ lâu quá rồi hôm nay mới được gặp. Cái hoàn cảnh của anh đó rất là lạ. Từ xưa giờ Linh mới nghe lần đầu tiên luôn á. Nếu mà có một người chồng thế này có thể là anh cũng sẽ về để chăm lo cho gia đình. Rồi có thể cùng mình nắm tay đi suốt cuộc đời này được đó. Người này chắc chung thủy lắm á. Ông chưa nắm ai được, giờ ông nắm chắc chặt luôn, ông buông luôn á. Ông không có thời gian đâu đi ngoại tình. Rồi bây giờ mình muốn một người mẫu lý tưởng thế nào? Thực ra vậy nghe câu chuyện của anh ấy thì mình cũng rất là cảm động, cũng rất là khâm phục một người đàn ông như vậy. Nhưng bây giờ mình đang nghĩ là nếu như mà mình mà có tiến tới với anh ấy xa hơn một chút nữa thì mình nghĩ thấy là anh sẽ bị thiệt thòi. Thiệt thòi cái là thứ nhất là anh ấy nói là anh chưa vợ, thứ hai là anh lại còn kém tuổi mình, thứ ba nữa là nếu như anh ấy chưa có vợ thì tất nhiên là anh ấy sẽ phải tìm những người mà người ta phải sinh con được cho anh ấy. Thì thực ra để mà nói là với tầm tuổi như mình thì 50 mấy còn sinh được, không có lo. Nhưng mà vấn đề là chị có vẻ như chị không muốn hả chị hả? Không phải là chị không muốn, nhưng mà chị sợ anh ấy bị thiệt. Không, thiệt. Không sao đâu. Thí dụ như giờ á là hai người đến với nhau không có sinh được đứa con nào, anh buồn không? Dạ điều đó thì ông trời nếu mà cho thì mình nuôi, không cho thì thôi chắc cũng không buồn đâu anh Linh. Thôi hai mình dạ, cái... phụ hỷ nhau cuộc đời được rồi ha. Dạ. Không có cũng không sao đúng không? Dạ. Đó anh không có sợ lo gì đâu. Ha. Rồi. Giờ mình hỏi người thân đi. Vậy đi. Dạ, anh đi với ai? À nay đi với ship ạ. Ship ngồi ạ. Em xin chào MC Quyền Linh. Chào em gái song sinh của chị. Dạ. Chị là Lan, em là Ngọc Lan. Dạ. Hai song Lan. Dạ. Em chào chị. Em là đại diện bên đàn trai thì em thấy chị vì tuổi tác của chị và anh em thì nói chung cũng không chênh lệch nhiều. Còn cái vấn đề con cái thì theo em nhìn nhận là cũng không cần thiết gì mấy. Quan trọng là về già mình hữu hỷ, mình lo lắng cho nhau là tốt là chị. Nếu mà mở rào anh chị cảm thấy hạp thì mình bấm chuông để tìm hiểu, để về nương tựa nhau đến tuổi già. Dạ, đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chị.
Em đi với ai vậy người gái? Em đi với này mấy anh chị em. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Thật sự hôm nay là cháu rất vui khi có cơ hội được ở đây và được tham gia chương trình với chị của cháu là chị Tuyết. Và hôm nay thì cháu cũng rất là vui khi được gặp chú. Đối với cháu thực sự mà nói, đó chính là chú giống như một người hùng. Chị của cháu cũng giống như là một nhà đầu tư. Nếu như chị đầu tư thì chị chỉ có lãi chứ không bao giờ lỗ. Vậy nên là thực sự là đối với một người hùng như chú thì em nghĩ rằng là chị hãy mở rộng trái tim mình và dũng cảm lên tìm hiểu. Mọi thứ khác biệt đều có thể dung hòa. Em chúc chị hạnh phúc. Vâng ạ, cảm ơn mọi người. Hay quá vậy em gái. Hay quá. Rồi, bây giờ mình mở rào thôi cho hai bên gặp mặt. Mình cũng nôn nao lắm rồi. Đúng rồi, mở rào. Bắt đầu đi anh trai. Chào em ạ. Mình có món quà tặng em. Vâng. Em cảm ơn. Khi nhìn thấy anh hồi hộp quá cho nên là em quên em tặng anh. Cảm ơn em. Em mở giúp anh. Rồi, hên quá, khẩu vị nịch. Cảm ơn em. Hên quá. Hôm nay em tặng anh cái thắt lưng. Thứ nhất là trên thắt lưng này có tên của em. Thứ hai là em còn muốn cột chặt. Cột chặt cuộc đời của anh luôn. Rồi, bây giờ hai anh chị cùng đối diện với nhau nói chuyện đi nào. Ừ, lần đầu tiên mới biết em thì thấy em khó cảm tình. Thấy à? Khó cảm tình hả anh? Có. Anh thấy khó cảm tình. Tại anh run quá, anh nói cái thành anh khó run. Tại hồi đó giờ cũng chưa có bao giờ mà thường nói yêu quá cho nên giờ không nói yêu không yêu quá. Thế thì bây giờ anh sẽ phải nói yêu đi. Để cho nó quen. À, nãy nghe nói em giới thiệu là em có một đời chồng đúng không? Dạ. Thì có cháu không? Em có một cháu trai. Nếu em ở Phú Quốc, anh có bay ra Phú Quốc không? Phú Quốc thì anh chưa có ra tới nhưng mà anh có nuôi 3-4 ca ở Gạch Giá. Đi tàu quá, đi tàu quá. Có gì đâu, thì có sếp đây nhận vài ca Phú Quốc ở ngoài luôn, có gì đâu. Xin có ý kiến với anh Quyền Linh này. Em cũng đang là bệnh nhân, em cũng đang rất muốn có người chăm sóc. Đó, trời ơi. Vô luôn. Mà nếu như đã chăm sóc em thì là em sẽ phải thuê dài hạn. Ok. Quá hay luôn. Chăm anh thấy thế bệnh nào? Bệnh nhân này cả cuộc đời được không? Dạ, dư ạ. Được ạ. Có tính tiền bạc gì không? Dạ chắc em từ thiện luôn quá. Rồi, đứng đây, hai người đứng đây nào. Đó. Anh ơi, anh chưa nắm tay ai bao giờ. Hôm nay anh nắm tay em thế này. Anh nắm như thế nào? Nắm như thế nào đó, thử nắm thách lắm. Cái đó là nắm tay bệnh nhân đó, đang chuẩn bị là dìu vô giường bệnh. Còn đây, dạ, đó. Thiệt á, tôi thương ông anh tôi ghê luôn vậy đó trời. Anh thấy thế nào? Anh thấy làm như nó có sẵn phái thì sao? Sẵn phái. Mấy nhạc chú Sina điều khiển từ xa giặt vũ thả ga. Nếu mình quyết định bấm nút là mình bấm liền luôn. Còn không quyết định, mình không cần bấm. Bởi vì hai con người này cũng rất là hay nha, rất là vui vẻ, năng động ha. Một người cũng dễ thương. Một người này thì khỏi phải nói rồi, cái ngành nghề của anh thì ai cũng trân trọng hết trơn á. Mình lớn rồi mình đủ quyết định, đưa ra quyết định đúng lúc ha. Mà đưa ra quyết định là phải chính xác nha. Mình phải có trách nhiệm với nó chứ không phải bấm vì bất kỳ điều gì cả. Anh đã bấm rồi đó. Anh bấm ngay từ giây phút đầu tiên luôn. 1 2 3. Anh chị bây giờ chính thức đã là của nhau. Hãy nắm tay nhau đi nào. Đặt nụ hôn đầu tiên đi. Em không à? Đúng. Không lẽ tôi hôn? Không lẽ tôi hôn? Chị có thể đứng yên cho anh hôn. Đã anh Linh à?
chúc anh chị sẽ sớm hạnh phúc. Cảm ơn chương trình. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Quyền Linh, cảm ơn Ngọc Lan, cảm ơn chương trình, cảm ơn quý vị khán giả. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho anh chị. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Chúc anh chị gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn anh chị. Thưa quý vị, những câu chuyện như thế nó vẫn đâu đó trong cuộc sống này. Vẫn còn những con người như thế, họ chưa biết tình yêu là gì cả. Hãy mở lòng ra, hãy đem đến sự chân thành và đem đến một tình yêu nhiệt huyết dành cho những trái tim như vậy, để giúp cho họ có một tình yêu là nghị lực, là động lực, là niềm tin trong cuộc sống này. Ít nói, chứ lợi kỹ năng nấu ăn còn hạn chế. Không hề hói, em ơi, tóc nhiều lắm, đẹp lắm. Cũng không có hô luôn, bình thường. Nói chung là duyên dáng. Rồi gì nữa, không hôi hả? Để chị tới gần chị mới biết. Mình phải tự hào khi mình có bạn trai trắng chứ. Em ơi, mình phải củng cố đời sau chứ em. Đang thù lùi chứ chú Quyền Linh sao được. Không, con thấy là như chú Quyền Linh là rất là ok luôn. Đàn ông con trai á thì như chú là con rất là thích. Như chú là con rất là thích. Rồi nhà trai. Mời anh trai. Dạ. Mời nhà gái. Chào bạn, mời bạn ngồi. Rồi giới thiệu về mình đi em trai. Dạ em tên xin tự giới thiệu, em tên là Thông, Đỗ Hanh Thông, đến từ Bình Phước. Em hiện tại dạy tiếng Anh. Dạy tiếng Anh? Dạ. Dạy Bình Phước luôn? Dạ đúng rồi. Thông là sinh năm mấy? Em năm nay sinh năm 90 anh. 90, 32 tuổi ha. Dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ con xin chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Em tên là Hoàng Thị Huyền, em năm nay 25 tuổi và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Phước ạ. Ủa Bình Phước luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. À hay quá. Vậy là hai bạn cùng ở Bình Phước luôn, hợp lý rồi. Mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nhà gái. Ưu điểm của em á thì em tự nhận thấy bản thân là một người chủ động, tích cực và khá là mạnh mẽ trong công việc. Còn điểm yếu của em á thì đôi khi em còn đang hơi nóng tính, chưa có kiềm chế được cảm xúc. Và em nấu ăn không có được ngon lắm, chỉ ở mức độ nấu ăn gia đình thôi. Chứ còn nếu mà nhà có khách ấy, thì vẫn là mẹ vào bếp. Ừ. Nhà gái chỉ đơn giản vậy thôi nhà trai ơi. Mời nhà trai điểm mạnh điểm yếu cho nhà gái nghe. Dạ điểm mạnh của em là em khi mà tìm hiểu vấn đề nào đó thì em chịu khó tìm hiểu đào sâu. Còn cái điểm yếu của em là ít nói, với lại kỹ năng nấu ăn còn hạn chế. Thầy giáo dạy tiếng Anh lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi anh. Mình dạy trong trường hay là đang dạy trong trung tâm? Dạ, hồi trước em dạy ở trung tâm nhưng mà sau này em tự mở lớp rồi làm riêng ở nhà. À, dạ. Em có mấy mối tình rồi Thông? Trước giờ em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì cách đây khoảng 8 năm. Lúc đó còn chắc là con còn non nớt cho nên là không có giữ bạn gái được. Còn mối tình thứ hai thì gần đây năm 2019 á, bên đàn gái thì có lẽ là có vẻ là sùng đạo quá. Thì em không có theo đạo á. Không cùng tôn giáo ha. Đúng rồi. Mối tình nào dài nhất vậy Thông? Cái mối tình đầu tiên. Đầu tiên hả? Mấy năm? Khoảng gần năm. Gần năm vậy cũng dài lắm. Hai mối tình cũng chưa sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Nhà trai tôi có hai mối tình đi qua cuộc đời thôi. Mà nhẹ không sâu sắc lắm. Ừ, không sâu sắc lắm. Mình nghe về tình trường của nhà gái nè. Em đã trải qua 4 mối tình. Nhưng mà chỉ có một mối tình đầu tiên thời sinh viên là nó được lâu, là khoảng tầm 2 năm. Còn những mối tình còn lại thì nó chỉ được vài tháng thôi. Thì cảm thấy là hai bên không hợp á, thì tụi em dừng lại. Bên này cũng không có gì gọi là nặng nề hết trơn á. Trời ơi Bây giờ mình sẽ đến với cái mối tình này. Hy vọng là nó sẽ đậm đà ha. Nó sẽ kéo dài cho suốt cuộc đời luôn. Rồi bây giờ nhà gái mình nói luôn về cái tiêu chí của cái người bạn trai sắp tới của mình là như thế nào. Dạ, hôm nay em đến với chương trình với tiêu chí là 40. Không hói, không hô, không hôi và không được quá trắng. Để chị qua bên kia chị coi coi được bao nhiêu không nha. Chào nhà trai. Không có hói. Không hề hói em ơi, tóc nhiều lắm, đẹp lắm. Cũng không có hô luôn, bình thường. Nói chung là duyên dáng. Rồi gì nữa, không hôi hả? Để chị tới gần chị mới biết. Không có hôi nha. Qua đây hôi nè, qua đây chút. Thôi, từ sáng giờ là biết rồi. Bên kia tiêu chí tới 40 đó. Mà chị thấy em là ba cái là ngon rồi. Còn cái cuối cùng thôi. Không trắng, gì kỳ vậy? Tại em sợ bạn nam trắng hơn em. Sợ trắng hơn bạn ấy. À thì dễ đó dễ mà chị, phơi nắng. Phơi nắng.
Bạn bên đây thì da bình thường, không có trắng cũng không đen. Rồi em, thì chỉ có bốn cái đó thôi hả? Về tính cách á, thì em mong muốn bạn nam là một người mạnh mẽ, có chính kiến. Rồi có cái điều gì mà em không thích không? Em thì em không muốn bạn nam là quá ghen tuông hoặc là quá kiểm soát cái cuộc sống hoặc là cái công việc của em. Và em mong muốn là bạn nam đừng quá bừa bộn, bày hay quá là được. Không có hay kiểm soát bạn gái không? Dạ, dạ không, không không có. Mà mỗi người thì có cái quyền tự do của mình. Thì ví dụ như bạn gái muốn chia sẻ thì mình sẵn sàng lắng nghe kiểu vậy thôi, chứ chuyện riêng của bạn, bạn không muốn xen vào thì mình cũng hạn chế. Bạn nam bên này trông có vẻ hiền. Hiền. Mà mới hỏi coi tiêu chí của bạn trai bên đây thế nào? Dạ, muốn tìm bạn gái xinh xinh, dễ thương, tính tình hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm người khác. Bạn bên này là có hết mấy cái đó luôn mà chỉ có cảm giác là bạn bên này là hơi kỹ, hơi khó tính đó. Dạ. Cái người con gái có cái tính nào mà em không thích nhất? Ví dụ như nhiều chuyện nè. Kiểu tò mò tọc mạch chuyện người khác thì em cũng không thích gì. Dạ. Có cái điểm gì đặc biệt ở người con gái mà em không thích nữa không? Kiểu sổ sàng quá. Ví dụ như sổ sàng quá, mất lịch sự. Gái ai đâu sổ sàng. Ai đâu mà sổ sàng. Có mình chị hay sổ sàng nên chị ấy nè. Cô bên đây rất là nhẹ nhàng đó, dịu dàng luôn á. Đúng rồi. Giờ tôi hỏi nhà trai, tôi hỏi nè. Không thích hói đúng không? Dạ. Không thích hôi. Hồi đó gì gặp đàn ông hói hôi nhiều lắm hả? Dạ không, tại vì con là một người khá là kỹ tính đó, nên là con không muốn bạn trai nó có những cái điểm đấy. Làm gì bạn trai nào có hôi, tại nó quên tắm thôi. Rồi không trắng nữa. Con sợ con trắng không bằng bạn trai thì con sẽ hơi tự ti. Ủa, mình phải tự hào khi mình có bạn trai trắng chứ. Em ơi, mình phải củng cố đời sau chứ em. Đang thù lùi chứ chú Quỳnh Linh sao được. Không, con thấy là như chú Quỳnh Linh là rất là ok luôn. Con thấy nước da của chú đàn ông con trai á, thì như chú là con rất là thích. Như chú là con rất là thích. Bên đó cũng gần hói rồi nha. Hói đâu mà ra. Như chú Quỳnh Linh thì con không tính là hói đâu ạ. Tôi thấy hai bên đưa ra như yêu cầu á là cũng tương xứng với nhau á. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi nha. Mình hỏi người thân đi. Bạn trai đi với ai cưng? Dạ em nay đi có mình rồi chị. Không sao, có anh Quỳnh Linh. Để tôi lo. Bên nhà gái đi với ai? Dạ con đi với lại một người anh và cũng là đồng nghiệp của con luôn ạ. Rồi chào anh. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Em chào chị Ngọc Lan ạ. Thiền có nhiều chàng trai đeo đuổi lắm đúng không? Dạ đúng ạ. Mà sao cổ không chịu vậy? Em cũng cảm thấy là Huyền có những cái tiêu chuẩn riêng của mình nè. Người đó có hợp với tính của Huyền không? Hiện tại thì em thấy rất là hợp tính với Huyền. Thế anh này hiền không? Dạ em đã hiền rồi mà ảnh còn hiền hơn em nữa. Hiền quá rồi có hợp với cổ không? Thấy cổ hơi khó đó, khó không? Dạ thì có nhu có cương ạ. Thì một người này nhu, một người kia phải cương ạ. Nói chung là thấy hợp ha. Dạ trước mắt là em đã thấy hợp rồi ạ. Rồi cảm ơn em trai. Thôi được rồi. Gặp nhau đi cái đã rồi tính. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Thông. Dạ chào em. Hôm nay có con sách hả bạn em? Mà sống nhau với vậy. Chào em, không biết lần đầu em gặp anh em cảm thấy như thế nào? Cảm nhận đầu tiên về anh á, thì em cảm thấy anh là một người khá là hiền, kiểu người điềm đạm. Thì cái tính này em rất là thích ạ. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Anh thấy em cũng giống như vậy, lại rất là xinh. Em cảm ơn anh. Hiện tại nay anh đang sống ở đâu ạ? Anh đang sống ở Bình Phước, em ở Trân Thành. À anh ở Trân Thành ạ, em ở Lộc Ninh. Lộc Ninh. Khoảng cách cũng rất là gần. Có gì sao chương trình rồi, nếu có dịp thì mời em đi uống nước hay ăn uống gì đó. Dạ. Em làm bên gì lần em? Hiện tại thì em đang làm quản lý của siêu thị ạ. Ồ, giỏi quá. Bây giờ mình đi sâu chút xíu nữa là quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên đi. Về quan điểm hôn nhân của em á, thì em mong muốn người bạn đời của mình phải là một người chung thủy, tin tưởng lẫn nhau. Có nghĩa là chúng ta sẽ không có những mối quan hệ nó phức tạp hoặc là nó mập mờ. Mặc dù là chúng ta không có ý gì nhưng mà cái điều đó nó tạo cho đối phương một cái cảm giác nó không an toàn. Thì điều đó là em không muốn. Em muốn mọi thứ nó phải rõ ràng. Thì anh cũng quan điểm như vậy. Kiểu quen xác định là đi tới hôn nhân thì chỉ quen một người thôi, chứ ngoài ra là không có kiểu lăng nhăng bên ngoài. Anh cũng không có thích cái đó. Và em mong muốn là nếu như em và anh có duyên và đến với nhau thì trong những lúc mà xích mích á, thì anh có thể là bỏ qua cho em những cái điều mà có thể là em đã sai. Nhưng mà trong giây phút nóng nảy như vậy á, thì em mong là anh sẽ chiều chuộng em một chút. Em sẽ cảm thấy là em được che chở hơn. Mấy cái đó không có sao. Dạ.
kinh tế gia đình, ai là người quyết định? Em nghĩ như thế nào? Về kinh tế thì em nghĩ là mỗi người thì đều có công việc và có những mối quan hệ xã hội cần phải xã giao. Em không bắt buộc là anh phải đưa toàn bộ kinh tế cho em, mà chỉ cần là chúng ta cùng nhau bỏ một phần nào đó trong cái thu nhập vào một cái quỹ chung để lo cho tương lai, cho cuộc sống sau này. Mỗi người thì vẫn sẽ phải có giữ lại cho mình để có thể phục vụ cho công việc hàng ngày, những chi tiêu hàng ngày. Em suy nghĩ chu đáo quá. Con cái tính kết hôn đi. Ai thích trai gái như thế nào đó? Anh không có quan trọng trai hay gái gì hết. Anh cho em hỏi lại là hồi nãy em nghe không rõ họ của anh á. Họ anh à, Đỗ à. Đỗ, Đỗ hả? Không. Còn em họ tên là gì? Em tên là Hoàng Thị Huyền. Huyền tên đẹp quá. Em rất là thích cái tên Đăng Khôi. Đăng Khôi thì em có tạo một cái nick Facebook tên là Nguyễn Hoàng Đăng Khôi. Nó là nick Facebook của con trai em sau này. Tại sao mà em lại đặt họ Nguyễn? Bởi vì là cái tỷ lệ mà người họ Nguyễn ở Việt Nam á, nó rất là cao, nên là em đặt họ Nguyễn. Nhưng mà cái họ của em á thì nó lại rất là hợp với những cái họ còn lại khi mà ghép vào, nên là em nghĩ là Đỗ Hoàng Đăng Khôi thì cũng rất là hay. Chưa có gì là nghĩ ra tên con luôn rồi đó. Là tại nghĩ rất là xa luôn, thấy chưa? Tại con thấy cái tên nó đẹp á, con sợ là sau này có người ta đặt mất á thì mình không đặt được, nên là con tính trước. Được chứ, thiếu gì. Giờ trời nói ra kiểu này là người ta đặt rồi đó nghe, cho nên là lẹ cưới, lẹ đẻ con mới lấy được cái tên đó. Bây giờ đó. Bây giờ thầy giáo tới nắm tay Huyền nha. Dạ. Thông Huyền, Huyền Thông. Đó, nắm tay Huyền. Đây đúng sắp đây. Chị Lan giữ cho. Được nắm tay. Nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Nắm hai tay luôn. Đó. Khoảng bao lâu là mình tiến tới được hôn nhân? Đối với em á, thì nếu như cả hai cùng hòa hợp và hiểu nhau và mong muốn được tiến xa thì khoảng thời gian nó không quan trọng. Còn nếu như mà để đưa ra một con số thì em nghĩ là khoảng 1 năm hoặc 1 năm hơn thì có thể là tiến tới hôn nhân. Anh cũng nghĩ vậy, phải có cái thời gian để mình xác định. Anh thấy em là một người mà anh đang tìm kiếm, hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu xa hơn. Nếu mà mình đi xa được với nhau thì anh hứa anh sẽ đi với em tới cuối con đường. Trở về vị trí, để tay vào nút bấm các bạn. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình xem có thật sự rung động với người đối diện hay không. Nếu đúng, chúng ta cho ngay một cơ hội bằng cái nút bấm đó. Nếu chưa đúng, mình không cần bấm. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm chặt tay nhau nào. Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau để vượt qua những cái giông bão trong cuộc sống. Chúc các em hạnh phúc nha. Chúng ta sẽ có những món quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là... Và nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta đã nói gì với người bạn của mình nha. Dạ. Yeah. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, yeah, cảm ơn anh Hồng Linh, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chương trình ạ. Em cảm ơn chú, em cảm ơn chị.